3 cách chống đẩy để tăng gấp đôi hiệu quả đốt mỡ và giảm cân. Siết chặt cơ bụng. Khi thực hiện động tác chống đẩy, bạn cần phải siết chặt cơ bụng để giữ cơ thể ổn định và giảm áp lực lên lưng dưới. Nếu bạn thả lỏng cơ bụng, vùng eo của bạn có thể trở nên to hơn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả tập luyện, mà còn có thể dẫn đến chấn thương. Kéo vai về phía sau. Khi thực hiện động tác chống đẩy, bạn cần thu vai về phía sau để cơ thể tạo thành một đường thẳng và giảm tiêu hao năng lượng không cần thiết. Nếu không kéo vai về phía sau, cơ thể bạn có thể bị to hơn. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả đốt mỡ và giảm cân. Điều chỉnh khoảng cách lòng bàn tay. Khi thực hiện động tác chống đẩy, bạn cần đặt lòng bàn tay ở khoảng cách phù hợp để có thể rèn luyện cơ ngực và vai tốt hơn. Nếu bạn di chuyển lòng bàn tay quá gần hoặc quá xa, bạn có thể tập trung sức mạnh vào sai vùng, gây ra những tổn thương không đáng có.